everyone, welcome to our English lesson today. My name is Bae. I'm an English teacher at Bingley High School. Glad to work with you today. Xin chào tất cả các em. Chào mừng các em đã quay trở lại tiết học ngày hôm nay. Cô là Trần Thị Bảy, giáo viên tiếng Anh tại trường Trung học phổ thông Bình Minh. Rất hân hạnh được đồng hành của các em ngày hôm nay. Before I start our lesson today, I would like you to take part in a warm-up activity. Để khởi động cho tiết học ngày hôm nay, cô xin mời các em cùng tham gia vào hoạt động warm up. Look at the pictures. These are three international organizations we studied in the last lessons. Xin mời các em hãy nhìn vào trong bảng đây thì cô đưa ra cho chúng ta ba bức tranh về ba tổ chức quốc tế mà chúng ta đã học ở các tiết học trước đó. This is the United Nations. Đây là tổ chức Liên Hợp Quốc. This is World Wildlife Fund. Đây là Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên. And this is the World Health Organization. Đây là Tổ chức Y tế Thế giới. Do you remember? I pressed that. Now, look at the logos of the international organizations and their aims. Your task is to match the logos and their correct aims. Ở đây nhiệm vụ của các em đó chính là sẽ nối cái biểu tượng của các tổ chức quốc tế và cái mục đích của mỗi tổ chức. You have 30 seconds to think about the answer. Các em có 30 giây để suy nghĩ về đáp án nhé. Start. Okay, time's up. Let's see the answer. The United Nations helps bring peace to some countries and colonies. Tổ chức Liên Hợp Quốc giúp đỡ mang đến hòa bình cho một vài nước cũng như là nước thuộc địa. WWF carries out research on endangered species. Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên thì mang đến cái nghiên cứu về những loài động vật đang bị nguy hiểm hoặc có nguy cơ tuyệt chủng. WHO carries out research on medical development and improve international health. Tổ chức Y tế Thế giới mang đến nghiên cứu về sự phát triển y tế cũng như là cải thiện cái sức khỏe quốc tế. Now, let's start our lesson today. Unit 14, International Organizations, Part D, Writing. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục bài 14, các tổ chức quốc tế, phần D, kỹ năng viết. In this lesson, you will have a chance to write a short description of an international organization, as well as improve your paragraph writing skills. Ở bài viết này thì các em sẽ có cơ hội được viết một bài văn ngắn hoặc một đoạn văn ngắn về một cái tổ chức quốc tế. Và thông qua bài viết này, các em sẽ củng cố hoặc cải thiện được các kỹ năng viết đoạn văn của mình. Are you clear? Okay, now let's start. Let's start with the before you write. Chúng ta hãy bắt đầu với bước before you write. Are you ready? Now, let's start. I have three questions for you. The first one, what is a paragraph? The second question is, what does it look like? And the third question is, how many steps to follow to complete a piece of writing? Cô đưa ra cho các em ba câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, đó là một đoạn văn là gì? Một đoạn văn có bố cục như thế nào? Có bao nhiêu bước phải tuân theo để hoàn thành một đoạn văn? Okay, let's check the answer. The question number one, what is a paragraph? Một đoạn văn là gì nhỉ?
A paragraph is a unit of writing expression of a particular topic or theme. Nhiều câu thì nó sẽ tạo thành một đoạn văn. Và một đoạn văn chính là cái đơn vị viết. Và mỗi một đoạn văn thì sẽ biểu hiện một cái chủ đề cụ thể nào đó hoặc là một ý tưởng nào đó. The question number two, what does it look like? Vậy thì bố cục của một đoạn văn nó sẽ trông như thế nào nhỉ? Now let's see the outline. It has three parts. The first one is topic sentence. The next one is supporting details. In the supporting details, you have to make at least three details. And the last one is conclusion sentence. Bố cục của một đoạn văn sẽ gồm có 3 phần. Phần đầu tiên đó là câu chủ đề và là câu mở. Tiếp theo đó là những cái chi tiết dùng để bổ trợ cho cái nhận định trên. Chúng ta phải tìm ra khoảng 2 hoặc là 3, ít nhất là như vậy, để bổ trợ cho cái chủ đề trên. Và cuối cùng đó là câu kết luận. Now let's see. In topic sentence, you have to introduce the international organization you want to work for. Áp dụng với chủ đề ngày hôm nay, viết một đoạn văn về một tổ chức quốc tế, thì các em sẽ phải đưa ra cái tổ chức quốc tế mà các em muốn làm việc cho nó. Như vậy, chúng ta sẽ để ý đến từ introduce, giới thiệu. For example, I would like to work for a number of reasons. Tôi muốn làm việc cho tổ chức vì một số lý do. The next one, supporting details. Các chi tiết dùng để hỗ trợ. In this part, you have to give the reasons why you choose to work for the organization. Ở trong phần này thì các em phải đưa ra các lý do vì sao mà em lại chọn cái công việc cho cái tổ chức quốc tế đó. So, underline the word reasons. Và các em phải đưa ra ít nhất là 2 đến 3 lý do cho sự lựa chọn này. For example, thirdly, moreover, furthermore, besides, finally, lastly, in short. Như vậy, theo trình tự các em sẽ phải liệt kê một số lý do. Vậy thì khi liệt kê các lý do, các em sẽ phải sử dụng các từ nối. Đầu tiên, thứ hai, thứ ba. Đây là cách để các em liệt kê theo số thứ tự. Ngoài ra, chúng ta có thể liệt kê theo dạng. Firstly, besides, moreover, furthermore. Bên cạnh đó, hơn nữa và cuối cùng. Các em có ít nhất là 2 cách để thể hiện các cách để liệt kê cái lý do của mình. Are you clear? Okay, so take notes, please. Các em có thể liệt kê vào trong vở của mình để lát nữa chúng ta sẽ phục vụ cho phần writing. And the last one. Ở đây thì trong cái phần supporting details thì các em sẽ để ý cho cô đến cái phần thì cũng như là các động từ đi kèm. Ở phần thì các em sẽ phải, hầu hết các em sẽ sử dụng thì hiện tại hoặc là tương lai. Và các động từ tương ứng có thể là can hoặc là will. Và phần cuối cùng đó là câu kết. Câu kết dùng để làm gì? It is to make a paragraph completed. Nó để làm cho cái đoạn văn trở nên hoàn thiện hơn. For example, for those reasons, I. Vì những lý do trên nên tôi. Như thế nào đó, các em sẽ phải nêu ra cái câu kết luận của mình.
last question. How many steps to follow to complete a piece of writing? Có bao nhiêu bước để hoàn thành một đoạn văn? Now tell me your answer. What is your number? Con số của các em là? Alright, 5 steps. Có 5 bước để chúng ta có thể hoàn thành một đoạn văn hoặc bất cứ một cái loại hình viết nào. Now let's see. The first one, pre-writing. In this pre-writing part, you have to plan your writing. Bước đầu tiên đó là pre-writing. Trước khi viết. Trước khi viết thì chúng ta sẽ phải làm gì? Plan. Lên kế hoạch. Chúng ta phải định hình ra cái nhưng chúng ta sẽ viết những cái gì ở trong đoạn văn của mình. Ok? Step number 2. Drafting. Drafting. You have to write your first draft. Và đương nhiên, sau khi chúng ta đã lên kế hoạch được rồi, thì chúng ta sẽ viết nhé. Drafting. Và đương nhiên, nó mới chỉ là first draft. Chúng ta có càng nhiều bản nháp, thì bài của chúng ta sẽ càng hoàn thiện tốt hơn. So don't worry about the first draft, because you can have step 3. Chúng ta còn bước thứ 3, đó là revising. Đọc lại. You have to revise to improve the writing. Các em sẽ phải đọc lại để cải thiện cái bài viết của mình. Vậy trong bước này chúng ta sẽ phải làm gì? Sau khi đọc lại, chúng ta sẽ tiếp tục bổ sung thêm một vài ý tưởng mà chúng ta nghĩ ra. Hoặc chúng ta sẽ nhận ra là cái bước này nó nên để trước hoặc là sau cái bước này. Cái lý do nào quan trọng hơn thì các em nên để ở phía trên. Còn lý do nào ít quan trọng hơn chúng ta sẽ liệt kê ở phía sau. Ok? And of course, you have to have a step 4. Sau khi đọc lại thì chúng ta sẽ phải chuyển sang bước thứ tư, đó là editing. Edit. Chỉnh sửa. You have to proofread read the work. Các em sẽ phải đọc lại cái đoạn văn đấy sau khi chỉnh sửa xong nha. Chúng ta sẽ phải đọc lại một lần nữa. Ở trong bước này, các em sẽ phải đọc một cách tỉ mỉ hơn để chúng ta nhận ra những cái lỗi nhỏ hơn. Ở bước thứ 3, chúng ta sẽ chỉnh sửa ý chính, sau đó sửa lại. Và ý thứ 4, bước thứ 4, chúng ta sẽ làm việc một cách cẩn thận và tỉ mỉ hơn. Và cuối cùng, khi mà hoàn thành 4 bước này, chúng ta sẽ bước đến bước số 5, đó là publishing, công bố. You have to create a final copy and share. Ở bước này, các em sẽ phải tạo ra cái bản cuối cùng. Và đương nhiên, sau đó các em sẽ phải share với lại các bạn của mình. Và đương nhiên sẽ phải nộp sản phẩm của mình cho giáo viên. Please take note the 5 steps, please. Xin mời các em hãy liệt kê lại 5 bước này vào trong phần của mình. Do you understand the 5 steps? Các em đã hiểu 5 bước của chúng ta chưa? Oh, that's good. Now, let's move on part 2, why you read. Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu viết nhé. Và chủ đề của chúng ta ngày hôm nay đó là suppose you were offered a job one of the above international organizations, which one would you like to choose? Write about 100 words. Bài của chúng ta hôm nay đó là giả sử bạn được đề nghị một công việc cho một trong những cái tổ chức quốc tế ở trên. Vậy cái tổ chức nào mà bạn chọn? Đoạn văn này yêu cầu là các em phải viết khoảng 100 từ. Is it difficult? Oh, some yes, some no, right? À, một vài bạn thì thấy nó khó, còn một vài bạn thì thấy nó cũng không khó lắm. Ok, if it is difficult, I will help you. Now, let's start with step number 1, pre-writing.
Plan your writing. Bước đầu tiên đó là bước trước khi viết, chúng ta sẽ lập kế hoạch. So now, let's write out our plans. Và bây giờ chúng ta cùng lập ra những cái kế hoạch là chúng ta sẽ viết gì nhá. Now, which international organizations would you like to work for and why? Rồi, cái tổ chức nào mà bạn muốn làm việc cho nó và vì sao? Now, look back three organizations. Chúng ta có ba tổ chức lựa chọn ở đây. Right. Now, I will give you some useful suggestions. Bây giờ cô sẽ đưa ra cho các em một vài cái gợi ý. But you have to brainstorm and write down your plan first. Tuy nhiên, các em sẽ phải đưa ra cái kế hoạch của mình trước. You have 30 seconds to prepare. Các em có 30 giây để chuẩn bị. Start. Alright, I think your ideas are very good and it's interesting, right? Cô đoán chắc là những cái lý do mà các em đưa ra và cái sự lựa chọn của các em là rất là thú vị. And now, I'll give you some suggestions. The first one, cái gợi ý đầu tiên của cô, have an opportunity to live abroad. Khi làm việc cho các tổ chức quốc tế, các em sẽ có cơ hội được sinh sống ở nước ngoài. Is it interesting? Yes, of course. The next one, use English at work. Sử dụng tiếng Anh trong công việc. I love English, so I can use English at work. It's very wonderful, right? Nên được sử dụng tiếng Anh trong công việc. Nếu chúng ta yêu thích tiếng Anh, thì đây là một công việc vô cùng thích hợp. Now the suggestion number three. Travel all around the world. Đi du lịch vòng quanh thế giới, khắp nơi trên thế giới. Right? Do you like it? Ah, me too. Number four. Do medical research. Nghiên cứu về y học. Right? If you like medical research, choose WHO, right? Ah, okay. Number five. What is it? Be good at biology. Các em sẽ được cải thiện về môn sinh học. Sẽ được nghiên cứu về sinh vật học, right? Number six. Work in remote and mountainous areas. Làm việc trong những nơi xa xôi hoặc là những vùng núi. Wow, what's this? So much money. So I can have high salary. So interesting, right? And you have an opportunity to protect endangered species. Các em sẽ có cơ hội được bảo vệ những loài động vật đang bị nguy hiểm. Number nine, meet different people. Các em sẽ có cơ hội được gặp gỡ những người khác nhau trên khắp thế giới. Number 10, do charity and volunteer work. Làm các công việc từ thiện hoặc là những công việc tình nguyện. Number 11, help improve international health care. Giúp đỡ để cải thiện sự chăm sóc y tế quốc tế. And the last one, do research on rare animals and plants. Các em sẽ được nghiên cứu về các loài động thực vật quý hiếm. Now, these are 12 reasons why you should choose one of these international organizations. So, let's list some choice or reasons for each of one organization, please. Đây là 12 cái lý do vì sao chúng ta lại chọn một trong những cái tổ chức quốc tế này. Bây giờ xin mời các em hãy liệt kê những cái lý do tương ứng với mỗi tổ chức quốc tế này. You have 30 seconds to list.
Em có 30 giây để liệt kê những cái lý do cho một từ trước này. Are you clear? Okay, let's start. Alright, now let's see my answer. Chúng ta cùng nhìn câu trả lời của cô nhé. Khi tham gia vào tổ chức Liên Hợp Quốc, các em sẽ có cơ hội được sống ở nước ngoài này, được nói tiếng Anh trong công việc này, được du lịch khắp thế giới, có lương cao và được gặp nhiều người. Okay, with WFF, WWF, đối với tổ chức quốc tế bảo vệ thiên nhiên thì các em sẽ có cơ hội được sinh sống ở nước ngoài, sử dụng tiếng Anh trong công việc, du lịch trên khắp thế giới, làm nghiên cứu về các loài động thực vật quý hiếm, làm việc thiện hoặc là những công việc từ thiện khác, làm việc ở những cái khu vực xa xôi hẻo lánh và bảo vệ các loài động vật đang có nguy cơ tuyệt chủng. Còn đối với tổ chức quốc tế thì các em sẽ có cơ hội được sinh sống ở nước ngoài, sử dụng tiếng Anh trong công việc, du lịch trên khắp thế giới, có lương cao, giúp đỡ lên cái sự cải thiện sự chăm sóc sức khỏe thế giới quốc tế. Các em sẽ cải thiện về sinh vật học, sẽ có thêm kiến thức về sinh vật học, làm các nghiên cứu về y học và làm việc thiện cũng như là những công việc từ thiện khác. Now, choose at least two reasons why you choose one of these. Là bây giờ xin mời các em hãy đưa ra cái tổ chức mà các em yêu thích và chọn ít nhất là 2 đến 3 lý do vì sao em lại chọn tổ chức này. Okay. Now, let's move on step 2. Drafting. Write your first draft. Sau khi các em đã chọn được cái tổ chức mà mình muốn làm việc cho và những cái lý do vì sao mình lại chọn những cái tổ chức đấy, sau đó chúng ta đi đến bước viết bản nháp. Now, you can use I like to work for the because I can or I will. Tôi thích làm việc cho tổ chức bởi vì tôi sẽ hoặc tôi có thể. Now, you have 30 seconds to write down your first draft. Các em có 30 giây để viết ra cái bản nháp của mình. Let's start. Time's up. Now, see, this is my plan. I'd like to work for the United Nations because I can travel all over the world. I can use English at work and I will have a high salary. Ở đây là bản nháp đầu tiên. Cô mới nêu ra những cái kế hoạch, những cái lý do mà cô chọn là tên của tổ chức. Don't worry. We will revise it. Các em đừng lo lắng, bởi vì chúng ta sẽ còn nhiều bước nữa. Now let's move on step 3, revising. Chúng ta đi đến bước thứ 3, đó là bước đọc lại. So now, please reread your writing and see what you should do more. Bây giờ các em cùng đọc lại bài và xem là chúng ta có thể củng cố hoặc là cải thiện cái ý nào nhé. In my writing, I would like to write the first thing, cái từ đầu tiên cô muốn nói đó là introduce, nhà giới thiệu. Đấy, giới thiệu về cái tổ chức mà cô chọn và lý do. Tôi muốn làm việc cho tổ chức này bởi những lý do sau. Và cô sẽ liệt kê theo dạng mà lúc nãy chúng ta đã nói. Đầu tiên, thứ hai là, thứ ba là, hơn nữa, bên cạnh đó, cuối cùng thì, and conclusion,
từ câu kết, đó là for those reasons I. Vì những lý do này mà tôi sẽ làm gì đó. Right. You have 30 seconds to fill your writing and add your ideas. Bây giờ các em có thêm 30 giây nữa để bổ sung thêm những từ nối hoặc những cái ý khác mà các em muốn. Now, 30 seconds start. Okay, time's up. In my writing, I add some more sentences, but it is a secret. Ở bài của cô thì cô có đưa thêm một vài những cái chi tiết nhỏ khác để làm cho câu văn của cô thêm phong phú hơn. Cô thêm những cái gì thì lát nữa cô sẽ tiết lộ bí mật cho chúng ta xong nhé. Now, let's start step 4. Chúng ta hãy bắt đầu bước thứ tư, đó là editing. Proofread the work. Xin mời các em hãy đọc lại cái sản phẩm của mình và sau đó hãy chỉnh sửa thêm nữa nhé. Lần này các em hãy để ý tỉ mỉ hơn, cẩn thận hơn. Phần này cô sẽ cho các em 1 phút để chỉnh sửa thật là cẩn thận và chi tiết nhé. Ok, 1 minute start. Time's up. Now, let's start the step number 5, publishing. Chúng ta hãy bước sang bước số 5, đó là bước công bố. Bây giờ cô sẽ công bố cái bài viết của cô nhé. I have a chance to choose a job. I would like to work for the UN for a number of reasons. Firstly, when working for the UN, I will have an opportunity to live abroad and travel all around the world. Secondly, I also can meet and work with many different people from other countries. Thirdly, I can use English at work every day. Finally, I will have high salary to pay for my living as well as my family. For those reasons, I love working for the UN and try my best to apply for it in the future. Pay attention to my underlined words. Ở đây cô đã liệt kê các lý do sử dụng các từ nối. Và ở câu kết thì cô cũng nêu ra cái kết luận của mình. Right. Now, in this lesson, I helped you to write a short description of an international organization and help you to improve your paragraph writing skills. Ở tiết học ngày hôm nay thì cô đã giúp cho các em viết được một đoạn văn về một tổ chức quốc tế và giúp các em cải thiện được kỹ năng viết đoạn văn. Is it useful to you? Cái bài học này có hữu ích đối với các em không? If yes, thank you. And your homework is to write a paragraph
of expressing the reasons why you would like to work for one of the international organizations. Bài tập về nhà của các em đó là tiếp tục hoàn thiện lại đoạn văn của mình để thể hiện lý do vì sao mà mình lại lựa chọn làm việc trong một trong các tổ chức trên nhé. Ngoài ra, các em có thể lựa chọn bất cứ một tổ chức quốc tế nào mà các em muốn, không giới hạn ở ba tổ chức mà cô đã nêu ở trên. And you have to write about 100 words. Và giới hạn của đoạn văn này là khoảng 100 từ. And you have to prepare the next lesson, Unit 14, Part E, Language Focus. Và các em sẽ phải chuẩn bị bài tập cho bài tiếp theo, đó là bài 14, phần E, Language Focus. Thank you for your listening. Goodbye and see you later.